Dạ vâng, Đồng Hồ Tức Tín xin kính chào các anh chị và các bác. Tuần vừa qua thì bên em nhập về 3 lô đồng hồ cây rất là chất lượng và đặc biệt là trong phân khúc cao cấp để phục vụ các bác vào dịp Tết Nguyên đán chào đón năm mới 2024. Vâng, tất cả những cái chiếc đồng hồ cây được em nhập về thì đã được lựa chọn rất là cẩn thận ngay từ đầu nguồn nhập các bác nhé. Vâng, và những chiếc đồng hồ cây khi được trưng bày như thế này thì cũng đã được nhân viên và đặc biệt là cả em nữa đều đã kiểm tra vệ sinh và bảo dưỡng cỗ máy rất là cẩn thận rồi. Vâng, các bác chỉ việc mang về trưng bày trong ngôi nhà của các bác thôi các bác nhé. Vâng, và tất cả những chiếc đồng hồ cây của bên em thì được bảo hành và bảo trì lên tới 5 năm và sẽ hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho các bác nhé. Vâng, đây là một cái căn phòng của tầng 2 trưng bày một số mẫu đồng hồ cây mới về, và như các bác đang nhìn trên hình ảnh đây là hai chiếc đồng hồ cây với màu sắc rất là bắt mắt, màu nâu cà phê các bác nhé, rất là đẹp và sang trọng. Vâng, hai chiếc này thì đến từ nước Đức, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về và đến từ thương hiệu Kianizer. Vâng, hai chiếc này thì có kích thước khác nhau thì để các bác lựa chọn cho gia đình những chiếc nó có kích thước nó phù hợp cộng với phòng căn phòng của các bác nhé. Vâng, đây cũng có một cái chiếc đồng hồ cây màu nâu cà phê cũng rất là sang trọng. Vâng, chiếc này thì đến từ thương hiệu Howard Miller. Vâng, kích thước nhỏ nhắn vừa vặn. Vâng, và nó phù hợp với lại căn phòng có kích thước không quá lớn hay là những cái căn phòng mà có nội thất màu gỗ ốc chó đấy các bạn thì rất là phù hợp. Vâng, đây là một số mẫu nữa. Mẫu đồng hồ cây 9 ông sáo ạ. Chiếc đồng hồ cây slide, chiếc đồng hồ cây này là 16 gông này. Vâng, chiếc này thì thuộc thương hiệu Howard Miller, chiếc màu vàng này. Và chiếc này thì kích thước cũng rất là bề thế, đồ sộ. Và nó thuộc phiên bản là Asparador, tức là phiên bản đại sứ các bác nhé. Vâng, và những bác nào yêu thích mẫu đồng hồ cây thuộc phiên bản tổng thống này ạ, thì đây là một cái chiếc cũng rất là đặc biệt. Và kích thước cũng như là hình dáng của chiếc đồng hồ cây này thì rất là sang trọng. Vâng, em thì quay tổng thể thôi, thì nếu các bác có thời gian thì các bác đến trực tiếp bên em để nhìn và chiêm ngưỡng tận mắt những cái chiếc đồng hồ cây rất là chất lượng mà bên em đang sở hữu các bác nhé. Chiếc đồng hồ cây thuộc phiên bản tổng thống với vỏ bề ngoài được chạm trổ và được cần các họa tiết rất là đẹp mắt. Phiên bản tổng thống và nó có chữ ký của chủ tịch hãng Howard Miller các bác nhé. Vâng, và ở phía bên góc xa kia cũng là một cái chiếc đồng hồ cây thuộc phiên bản tổng thống. Vâng, đây là hai chiếc đồng hồ cây thuộc phiên bản tổng thống các bác nhé. Hai chiếc đồng hồ cây ở trong phiên bản tổng thống thì như các bác quan sát trong cái video này đây, nó rất là đẹp mắt và vỏ ngoài thì nó rất là cuốn hút. Chiếc đồng hồ cây tổng thống này, nó vì sao lại gọi là tổng thống, vì nó sẽ thuộc phiên bản kỷ niệm các đời tổng thống các bác nhá. Đó, phiên bản President này collection, nó là một sưu tập, và bên cạnh này cũng là một cái chiếc trong phiên bản tổng thống như thế đấy ạ. Vâng, và có một số bác thì yêu thích những mẫu đồng hồ cây có kích thước đồ sộ và đẳng cấp. Vâng, rất là đẳng cấp luôn, thì bên em cũng đang sở hữu các chiếc đồng hồ cây gọi là chiếc đồng hồ cây tòa nhà Quốc hội Mỹ. Vâng, cái kiểu dáng của nó thì cái đồng hồ này, vâng, vỏ ngoài của nó thì giống cái sảnh của tòa nhà Quốc hội Mỹ các bác nhé. Nó giống cái sảnh chính này. Vâng, và cái chiếc đồng hồ cây này thì là 16 gông, 16 búa, chơi 3 bản nhạc. Vâng, và nó là một trong những cái chiếc được sản xuất giới hạn. Và nó tới từ một thương hiệu Slide, thương hiệu rất là nổi tiếng và đẳng cấp của Mỹ. Vâng, thương hiệu Slide thì chắc chắn là nó sẽ đẳng cấp hơn rất là nhiều so với thương hiệu Howard Miller. Vâng, nếu các bác nào chơi sâu rồi thì các bác sẽ biết. Vâng, và em quay cái căn phòng tại tầng 2 này thôi. Và bây giờ em sẽ quay tiếp tới một cái căn phòng tiếp theo cũng ở tầng 2 để các bác theo dõi một số mẫu mới về và được trưng bày bên em. Vâng, và căn phòng tiếp theo
của tầng 2. Em muốn giới thiệu cho các bác một số mẫu đồng hồ cây mới về đây. Vâng, rất là nhiều. Phòng này thì đang trưng bày khoảng 20 chiếc đồng hồ cây rất là chất lượng các bác nhé. Đây cũng là một cái chiếc thuộc phiên bản là tổng thống các bạn. Chiếc ở giữa màn hình đây, với thiết kế theo kiểu dáng truyền thống, với cổ ngỗng thiên nga và ba con tiện ở phía trên. Đây cũng là một cái mẫu mà cũng được rất nhiều các bác yêu thích đấy ạ. Vẫn còn một cái chiếc ở giữa này đến từ thương hiệu Charles Slide, và kích thước của nó khá là lớn và đồ sộ. Và cái chiếc này là một trong những chiếc rất là đẳng cấp mà bên em sở hữu các bác nhé. Nó cũng tương đồng với cái chiếc đồng hồ tòa nhà Quốc hội Mỹ mà em vừa giới thiệu đó ạ. Khi các bác sở hữu cái chiếc đồng hồ cây này thì nó nên các bác rất là đẳng cấp và nó có một cái sự khác biệt riêng. Chiếc đồng hồ cũng rất là đẹp đây, và nó cũng sở hữu cái vân gỗ rất là ấn tượng, gỗ sồi vân hổ đấy ạ. Chiếc này thuộc thương hiệu Ridgway. Và chiếc đồng hồ cây của thương hiệu Howard Miller, kích thước cũng rất là vừa vặn và nó trong phân khúc tầm trung các bác nhé, giá thành của nó rất là hợp lý. Và đây có những cái chiếc rất là phù hợp với không gian hiện đại này các bác này, những chiếc đồng hồ cây đầu vuông mặt tròn. Và đây cũng là một cái chiếc đồng hồ cây mặt tròn mà bên em cũng mới sở hữu đây. Và bên cạnh cũng là một cái chiếc đồng hồ cây đầu vuông nữa. Ở đây thì có một cái chiếc đồng hồ cây cũng rất là đặc biệt. Đây, cái chiếc đồng hồ cây của thương hiệu Kianizer. Và trên mặt số của cái chiếc đồng hồ cây này hiển thị cái lịch thiên văn rất là ấn tượng các bạn nhé. Và ít cái chiếc đồng hồ cây mà có cái lịch thiên văn như thế này các bạn. Vâng, và nó có một cái kiểu dáng cũng rất là bắt mắt. Vâng, chiếc đồng hồ cây thương hiệu Slide, một trong những chiếc đồng hồ cây có kiểu dáng phổ thông và cũng được rất là nhiều các bác yêu thích lựa chọn. Vâng, đây cũng là một cái mẫu tầm trung, giá cả rất là phù hợp các bác nhé. Vâng, trong các video sau thì em sẽ mô tả chi tiết cũng như là đánh giá chi tiết từng chiếc đồng hồ cây để các bác theo dõi. Vâng, và đây là một chiếc đồng hồ cây Charles Slide 9 ống sáo rất là đẳng cấp. Vâng, ở nước ngoài thì việc sở hữu một cái chiếc đồng hồ cây ống sáo đấy các bạn, vâng, phải nói là những cái người rất là đẳng cấp mới sở hữu đấy ạ. Vâng, và khi những chiếc đồng hồ cây được bán ra thì nó hết luôn. Vâng, và những cái người mà không được sở hữu ấy thì cũng rất là săn lùng. Vâng, và tìm mua cho bằng được đấy ạ. Chiếc đồng hồ cây 9 ống sáo rất là đẳng cấp và máy của nó cũng rất là to. Vâng, đây là đang khắc 9 giờ nên là rất là nhiều chiếc đồng hồ cây đang điểm chuông đấy các bạn. Vâng, và còn tầng 1 của nhà em thì cũng trưng bày khoảng 20 chiếc đồng hồ cây nữa. Vâng, và có những chiếc đồng hồ cây rất là đặc biệt thì em sẽ xuống tầng 1 để quay và giới thiệu với các bác. Và đây là không gian ở dưới tầng 1 của nhà em đây. Vâng, cái chiếc đồng hồ cây em muốn giới thiệu với bác mang cái phong cách rất là quý tộc các bác nhé. Chiếc đồng hồ cây này rất là hiếm có trên thị trường các bạn. Vâng, các bác nào yêu thích cái mẫu này thì các bác có thể gọi điện ngay cho bên em để bên em gửi hình ảnh cũng như là thông số và cái chuông của cái chiếc đồng hồ cây này để các bác quan tâm cũng như là theo dõi. Vâng, chiếc đồng hồ cây mang phong cách quý tộc rất là đẹp mắt và lạ và hiếm có các bác nhé. Vâng, song song với đó thì dưới này cũng trưng bày rất là nhiều mẫu. Vâng, để các bác quan tâm. Cái chiếc đồng hồ cây này là chiếc 5 ống sáo này. Vâng, và đây là một chiếc đồng hồ cây thuộc phiên bản tổng thống, rất là bề thế. Vâng, mẫu này thì bên em cũng giao lưu rất là nhiều rồi. Vâng, và các bác rất là yêu thích bởi vì là kích thước của nó bề thế, nó lớn và nó thể hiện cái đẳng cấp của ngôi nhà của các bác nhé. Vâng, có những cái mẫu gỗ sồi này, gỗ sồi vàng. Vâng, và đây là một cái chiếc đồng hồ cây nhỏ nhắn xinh xắn
Còn chiếc này thì về bên em cách đây khoảng tầm 3 tuần nay rồi các bác nhé. Gỗ nu rất là đẹp mắt và nó thể hiện lịch thứ ngày tháng luôn các bác này, rất là đầy đủ lịch thứ ngày tháng. Và còn cả những cái mẫu đồng hồ cây rất là đặc biệt và đẳng cấp của thương hiệu Slide này, Chakler Slide. Và chiếc đồng hồ cây này có cái trọng lượng rất là lớn nên em không bê lên tầng 2 được các bác nhá, rất là nặng luôn. Và rất là nhiều mẫu đồng hồ treo tường, bằng đồng hồ tượng cổ, đồng hồ để bàn. Và kia một cái chiếc đồng hồ cây đầu vuông. Chiếc đồng hồ cây đầu vuông này thì bên em cũng giao lưu rất là nhiều bác rồi. Vâng, và thậm chí là có những bác mua một lúc hai chiếc để trưng bày cho cơ quan của các bác. Mẫu đồng hồ cây này rất là nhiều bác săn đón đấy ạ. Vâng, bác nào quan tâm tới những mẫu đồng hồ cây châu Âu, châu Mỹ thì em mời các bác qua nhà em tại địa chỉ số 45C Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Và đây là nhà riêng của nhà em các bác nhé. Vâng, và có chỗ đỗ xe ô tô thoải mái cho các bác. Vâng, và tất cả đồng hồ cây của bên em thì đều được bảo hành và bảo trì lên tới 5 năm và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Vâng, đồng hồ thì bảo hành 5 năm rồi, rất là chất lượng. Và đặc biệt bên em này có các anh em có nghề về sửa chữa và bảo dưỡng tất cả các loại đồng hồ của lắc, nên các bác yên tâm về chất lượng cũng như là giá thành và mẫu mã các bác nhé. Vâng, và em cũng xin phép dừng video này đây. Và em xin hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo. Và em đánh giá mô tả cũng như là chi tiết của từng chiếc đồng hồ cây để các bác theo dõi các bác nhé. Vâng, em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Và em xin hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của bên em. Em xin kính chào các bác.